Xin mời. Xin mời. Dạ. Dạ. Xin mời mọi người dùng. Tất cả những món ăn này đó là do con dâu của tôi nó làm. Mọi người dùng thử xem có ngon không, rồi góp ý cho cháu. Dạ. Em ăn đi. Em cảm ơn, anh cũng ăn đi. Ngon, ngon miệng dữ lắm. Cháu giỏi quá. Dạ, con cảm ơn. Còn trang trí đẹp mắt nữa nha. Con dâu chị đúng là đảm đang thiệt đó. Tôi chọn con dâu mà. Thật sự là ông xui của tôi á là một đầu bếp rất là giỏi. Chị biết có món cá kho sao gọi là đầu bếp giỏi được anh? Bà vợ của con á thì biết nấu món cá kho, còn vợ con á biết nhiều món lắm, nấu món nào cũng ngon hết á, con ăn hoài không ngán luôn. Con dâu của tôi đó nó giỏi lắm. Vậy thì á, tiện lần sau đó mọi người muốn ăn món gì á thì để con dâu của tôi nó nấu, mỗi người một món hay là nhiều món cũng được, con dâu của tôi á nó sẽ làm hết. Coi vậy chứ nó giỏi lắm đó. Con sao vậy Dân? Dạ, con xin lỗi. Dân, em sao vậy? Mày cảm chút xíu thôi. Uống thuốc chưa vậy? Dạ, em uống rồi. Sao vậy? Bộ mọi chuyện chưa đủ rắc rối hay sao mà con lại nhận cái thai của con Nhàn là con của con? Tại lúc đó con vô thấy khó quá ba. Như cái kiểu ngàn cân treo sợi tóc, phải đưa ra quyết định liền vậy đó. Con mới đưa ra quyết định như vậy để cho chị qua chỉ tin. Mày cũng khờ nữa. Thay vì mày nhận là vợ của mày, nhận vợ của một bạn được rồi. Anh có thấy ai mà đưa vợ bạn mình đi sắm đồ bầu không? Có gì đâu vô lý. Thì coi như hai bạn thân, nó bận đi công tác, mày dẫn vợ một bạn đi sắm đồ bầu, chứ đâu phải dẫn đi ăn kem, đi xem phim hay là đi đâu đâu. Thì lúc đó em rối quá, em có suy nghĩ được cái gì đâu. Còn cá lóc nữa, con nói là con sẽ thu xếp thời gian sớm nhất để con giải quyết. Rồi giờ con giải quyết chuyện đó tới đâu rồi? Dạ, giờ con nói vài bữa nữa sẽ có kết quả. Cho dù lần này có thai hay không có thai, con cũng sẽ cho vợ con biết chuyện này. Chứ con cũng mệt mỏi quá rồi. Thôi cứ từ từ đi chú Bảy đi. Tại cũng mới đây sao nó nói được. Chú Bảy cho nó thêm thời gian đi. Với lại con cả bóng, nó nhận là chồng của Nhàn rồi. Ổn ngày nào hay ngày đó chú Bảy ơi. Chứ giờ mệt mỏi quá. Ổn cái gì mà ổn? Nó làm vậy là rủi nó mang tiếng rồi sao? Đó, thấy chưa? Cái chuyện con làm bây giờ ảnh hưởng luôn cái em trai con rồi đó. Rồi sau này ai dám gả con gái cho nó? Dạ chắc không sao đâu ba. Tại con mới gặp chị Nhàn có một lần à. Mấy lần sau con không gặp nữa là không ai biết gì đâu ba. Thì mày không gặp Nhàn, nhưng mà Nhàn tìm tới cá lóc. Mỗi lần tìm không lẽ mày đứng ra lãnh đạn? Lãnh đạn riết bị thương luôn á. Nãy giờ anh toàn bàn ra không à, không mang vô giùm tiếng nữa. Bây giờ vô tình thế khó rồi, mình phải tìm cách gỡ chứ. Thì tao cũng đưa ra ý kiến để mình tham khảo thôi. Cá lóc. Dạ. Ba nói rồi đó nghe, con phải thu xếp cái chuyện này gấp rút cho ba. Còn không hả là ba về quê. Ở đây tụi con muốn làm cái gì đó là tụi con làm nghe. Dạ. Dạ mẹ gọi con. Sao làm tôi mất mặt vậy hả? Tôi vừa nói bữa tiệc lần sau kêu cô nấu ăn đãi khách là cô đã ho rồi. Ho để lấy sự thương hại của người khác, hay là cô phản kháng không muốn nấu? Lúc trước á, khi mà cưới cô về đây, ba cô đã nói với tôi á là cô là một người công dung ngôn hạnh, đức độ chịu thương chịu khó. Vậy mà bây giờ có bữa tiệc chút xíu vậy à, cô đã phản kháng như vậy rồi đó hả? Dạ không, con bị bệnh thiệt mà mẹ. Tôi không cần biết con bệnh thiệt hay giả, tôi chỉ biết là cô làm mất mặt tôi trước mặt mọi người. Mẹ ơi, thật sự là một mình con nấu nhiều món như vậy á không có xuể. Chứ lại con thấy nhà mình ăn cũng không có hết, dư bỏ phí lắm mẹ. Tôi đã cố gắng không muốn nói hai từ thấp hèn khi cô bước chân vào nhà của tôi. Nhưng mà chính cô thể hiện sự thấp hèn. Khách của tôi không phải là xòe xò qua loa đâu. Ở đâu thì quen đó, nhập gia tùy tùng. Còn nếu cô cảm thấy đồ ăn nhà này á dư thừa lãng phí, gói đem về cho nhà cô dùng đi. Thì hết dư thừa lãng phí chứ gì. Thank you.
Ngày mai là tới lịch khám hiếm muộn rồi. Em lo quá. Em đừng có lo, ngày mai anh đi cùng em. Thôi, để em tự đi được rồi. Anh đi chung, lỡ kết quả không tốt, anh lại buồn nữa. Cho dù kết quả có thế nào đi nữa, thì vợ chồng mình cũng sẽ đồng cam cộng khổ, nha em. Anh em xin lỗi anh nha. Trước giờ em hay nổi nóng, rồi nói những lời không hay với anh nữa. Anh có giận em không? Anh không trách gì em đâu. Hơn nữa anh biết rất nhiều chuyện trong quá khứ khiến em rất nặng lòng. Giả như anh có thể chia sẻ được cùng em. À, em đi ngủ sớm đi, mai còn đi bệnh viện. Ừ, em biết rồi. Anh cũng ngủ sớm nha. Sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì hả? Đừng có giấu một mình nghe, không được đâu á. Sao? Em không hề than phiền hay tỏ ra mệt mỏi, hay là tìm cách né tránh những việc mà mẹ giao. Ngược lại, em còn cảm thấy rất vui khi làm được việc gì đó giúp mẹ nữa. Em không có nói dối, anh cũng biết. Em bị bệnh thiệt mà. Ừ. Vậy mà em có nói cỡ nào mẹ cũng không tin hết. Chỉ vậy thôi á, bạn tưởng chuyện gì không à? Không có gì đâu, em đừng nghĩ lung tung. Chỉ có vậy thôi hả? Ừ. Là sao anh? Thì mẹ là người rất coi trọng sĩ diện. Khi nhà có khách á, anh biết là em bệnh thiệt á, ho cũng là tình cờ, nhưng mà nó cũng sẽ làm mất mặt mẹ. Em sống chung với mẹ lâu á, sẽ hiểu tính mẹ. Ý của anh là em đang làm quá lên đó hả? Ừ, anh không có ý đó. Nhưng mà chuyện cũng nhỏ mà. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Hôm nay á, vợ chồng mình làm đã mệt rồi. Ngủ sớm nha. Đi rửa mặt đi. Em không còn đi làm nữa. Anh có thấy khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa nhau hơn không? Có bao giờ anh nghĩ tới cảm nhận của em không? Ủa, Nhàn. Dạ, con ai chào mở chú. Cửa cho con vậy? Bộn Vũ với con Qua về nhà rồi hả? Dạ không phải, là chị Loan giúp việc mở cửa cho con. Chị Qua kêu con tới đây chơi, mà chú cũng biết rồi đó. Đã diễn rồi thì mình phải diễn cho trót. Chứ nếu để chị Qua biết được chú với lại An để con ở nhà thuê một mình thì chị sẽ sinh nghi. Lúc đó mình phải mất công giải thích với chị nữa chú. Chú nói với con rồi, con đừng có qua đây thường xuyên quá, phức tạp lắm, con hiểu không? Dạ, con biết là vậy. Mấy nay á, con cũng ăn uống khó khăn lắm. Con chỉ muốn ở nhà nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Mà tại chị Hoa kêu con tới đây cho nên con mới tới. Hoa Viên Vũ đi công chuyện rồi. Thôi, con đi về đi, nghe. Dạ. Anh Vũ, chị Hoa. Thế ba con mới về? Nhàn mới qua chơi hả em? Em kêu Nhàn qua chơi đó. Em ngồi xuống đi. Dạ. Lên phòng nghỉ đi ba.
Hôm qua em gọi cho chị Hoa, chị Hoa kêu em qua đây chơi. Chị Hoa, sao mặt chị buồn vậy? Bác sĩ nói chị bị hiếm muộn, do từng bị sảy thai nên khả năng có con rất thấp. Khả năng có con thấp chứ không phải là không có đâu chị. Chị cứ cố gắng từ từ, rồi nhất định sẽ có thôi chị. Ước gì chị cũng có em bé giống như em. Anh Dũng, ảnh mong có con lắm. Bà chồng chị cũng mong có cháu đích tôn để nói dõi. Em đi khám cả buổi cũng mệt rồi, hay em lên phòng nghỉ ngơi đi. Thôi em ngồi chơi nha, chị hơi mệt, chị lên nghỉ chút xíu. Dạ, chị nhớ nghỉ ngơi rồi lấy lại tinh thần nha chị. Em đi cẩn thận nha. Sao em lại tới đây? Anh yên tâm đi, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi mà. Vũ, con đưa Nhàn về đi con. Để anh đưa em về. Dạ. Em sao vậy? Tự nhiên em thấy chóng mặt, mắt ói quá. Chắc là ngày mai em phải đi bệnh viện khám thôi. Nhưng mà ngày mai em tự đi một mình được, không cần phiền tới anh đâu. Đi. Trời ơi. Uống sữa đi con, uống cho khỏe. Mẹ mới pha cho con đó. Con không muốn uống, có tác dụng gì đâu. Con đúng là đồ vô dụng mà. Có chuyện gì vậy con? Bộ kết quả khám hôm nay không được tốt hả? Bác sĩ nói khả năng thụ thai của con rất là thấp. Có khả năng không thể có con. Không sao đâu con. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng mà thằng Vũ nó không dám bỏ con đâu. Con bị như vậy, tất cả cũng là lỗi tại nó mà. Thật ra cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho ảnh. Một phần là do con ghen tuông quá mù quáng thôi. Con đừng có nghĩ vậy, con không có lỗi gì hết trơn á. Sau cái lần đập điện thoại vì nghi ngờ anh Vũ, con biết là con gặp vấn đề về kiểm soát cơn giận nên con đi điều trị tâm lý. Bây giờ thì ổn hơn rồi. Nghĩ lại, một phần thật sự là do con. Anh cá bóng. Ủa, sao gặp em hết hồn vậy? Sao em lên tới đây? Ủa, lên đây tạo cho anh bất ngờ mà, không vui hả? Có những cái bất ngờ thì vui, nhưng có những cái bất ngờ không có vui đâu em. Ủa, ý là gặp em anh không có vui hả? Cái ông này, mới quen nhau mà muốn thay lòng đổi dạ rồi hả? Không phải thay lòng đổi dạ. Chứ sao? Chị hai chị không có thích người con gái lạ xuất hiện trong cái nhà này. Tưởng chuyện gì, chuyện đó anh yên tâm đi. Chị Hoa gọi điện thoại cho em, xin lỗi em, hai chị em làm quê rồi. Chị nói khi nào rảnh em lên chơi, em mới lên chứ bộ. Rót nước cho em đi. Anh An. Chị Hoa có nhà không? Trời ơi, sao bà Loan bà đi chợ kiểu gì bà không đóng cửa, bà đi tùm lum tùm la người vô vậy trời. Chào em. Ai là người lạ xuất hiện tùm lum tùm la ở nhà? Đây đúng không?
người quen. Chứ em là người gì của anh? Giới thiệu với chị, em là Duyên, bạn gái anh An. An, chị, sao tự nhiên nắm tay nắm chân? Có vợ ở đây phải biết giữ mình chứ, đừng có làm cho vợ em buồn. Chị, tụi em chưa cưới mà vợ gì? Ủa, có vợ ở đây mà nắm tay nắm chân là sao chị? Chị biết em là bạn gái cũ của An. Bây giờ nói điều này ra chắc là em sẽ đau lòng, nhưng mà chị vẫn phải nói. Chị muốn giữ hạnh phúc cho An. Tuy Nhàn và An chưa có cưới hỏi, nhưng mà Nhàn đã mang trong mình giọt máu của An và cũng được gia đình chồng chị chấp nhận. Chị biết nghe tin này em rất là sốc, nhưng mà mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên là An nó không có dịp nói ra với em. Anh An, chị qua nói vậy là sao? Là sao? Anh An! Anh An! An, em đối xử với Nhàn như vậy đó hả? Làm đàn ông có làm có chịu, chị ghét nhất là đàn ông vô trách nhiệm như em. Xin lỗi Nhàn. Tại vì sợ Duyên buồn nên em không... À không, nên anh không dám thừa nhận đứa con trong bụng là con của anh. Em không có buồn, mà em hận anh. Duyên. Chị xin lỗi. Chị không cần phải xin lỗi. Chị có lỗi gì đâu. Lỗi là ở người phụ bạc, vô tình vô nghĩa, bắt cá hai tay này nè. Thôi Nhàn, chị em mình đi ra ngoài đi. Dạ. An, em ở lại nói chuyện với Duyên cho rõ ràng. Duyên, tại hồi nãy có chị Hoa ở đây nên anh mới không dám nói. Hồi nãy có em, có vợ anh, có chị Hoa ở đây, anh nói là anh sợ em buồn, anh không dám thừa nhận đứa bé trong bụng. Anh nói rõ ràng như vậy là anh còn muốn nói gì nữa? Duyên, buông ra. Anh là đồ xấu xa. Anh nghĩ sao vậy? Anh có bạn gái, còn có con với người ta nữa mà anh bắt cá hai tay hả? Em bình tĩnh nghe anh giải thích đi. Nghe anh giải thích xong á, em muốn mắng hay muốn chửi hay muốn giận gì anh cũng được hết á. Em không nghe gì hết á. Giờ anh có giải thích cái gì á thì chị ấy cũng đã có con với anh rồi. Không lẽ anh nói đó là sự cố hả? Anh mà nói vậy á là anh là người không có trách nhiệm. Em càng ghét anh thêm nữa. Khổ quá nè. Cái đứa con trong bụng chị á không phải là con của anh. Anh với chị đó không có mối quan hệ gì hết á. Không phải con của anh, sao anh nhận? Vậy là con của ai? Là con anh Cá Lóc. Anh đừng có làm rồi không dám chịu, rồi nói đó là con của anh Cá Lóc nha. Anh Hai á, anh đã thừa nhận cái chuyện đó với ba của anh rồi. Không tin á, em cứ hỏi ba anh đi. Tại vì anh sợ gia đình anh Cá Lóc tan vỡ nên anh mới nhận thay cho anh đó. Con nói cái gì? Con nói lại coi, đứa bé này là con của ai? Con xin lỗi mẹ. Tôi thật không ngờ cái chuyện tài đình như vậy mà ông dám bao che cho con trai ông bao nhiêu lâu nay. Ông lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo từ tốn hết. Ông có biết cách dạy con hay không vậy? Dạ bác ơi, con xin bác đừng có nói nặng lời với ba con như vậy. Vậy con muốn tôi phải nói làm sao? Sống không đúng thì đừng bắt người khác phải tôn trọng. Còn cậu nữa, nếu biết ba mình đã sai thì phải tìm cách căn ngăn lại chứ. Chứ tại sao lại hùa rồi nói dối đó là vợ con của mình để lừa gạt con gái tôi? Dạ con xin lỗi bác, tất cả mọi chuyện đều là do con hết, chứ ba con và anh Hai con không biết gì hết. Dạ lại cũng không có ý là muốn lừa dối chị Hoa đâu bác. Cà bông, tôi xin lỗi chị. Tôi biết
Bây giờ có nói gì nữa thì cũng vô ích. Chuyện cũng đã lỡ rồi, mình phải tìm cách giải quyết cho tụi nhỏ chị à. Giải quyết là giải quyết làm sao anh xui? Hay là tôi phải nhắm mắt làm ngơ cho thằng Vũ với con Hoa vẫn sống với nhau bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Còn với cô Nhàn thì hàng tháng vẫn chu cấp tiền bạc, và thằng Vũ vẫn qua lại chăm sóc cho cô Nhàn để lập tròn bổn phận làm chồng làm cha. Hay là anh muốn tôi nói với con Hoa chồng nó ngoại tình vẫn có con riêng chứ? Ý tôi không phải là như vậy. Vậy ý anh là sao? Tôi sẽ bắt thằng Vũ nó xin lỗi con Hoa và thú nhận tất cả những gì mà nó đã gây ra. Không được. Bác à, ngoài cái chuyện đó ra anh Hai con cũng không biết làm gì nữa đâu bác. Mẹ, con muốn gặp Hoa để nói tất cả mọi chuyện. Không được. Con có biết con Hoa nó đang vì cậu mà điều trị hiếm muộn hay không? Nếu mà con nói ra chẳng khác nào cậu giết nó. Thôi được, chuyện này từ từ tôi sẽ có cách giải quyết. Chỉ mong trong cái thời gian này gia đình anh xui làm ơn đừng có làm phiền nó. Có thương lượng được không anh? Gia đình anh thì muốn thương lượng cho ổn thỏa, nhưng mẹ chị Hoa lại không chịu. Mẹ chị Hoa đã trách móc gia đình anh rất là nhiều, nhất là ba anh á, phải chịu trận nghe những lời khó nghe từ mẹ chị Hoa. Nhìn ba thấy tội lắm. Cũng đúng, dù sao cũng là hạnh phúc cả đời con gái nhà người ta mà. Nếu là em hả, chắc em cũng cư xử như vậy. Anh đó, nếu mà chị Hoa biết chuyện này á, làm ơn thú nhận giùm em một cái. Tự nhiên nhận vợ nhận con chia cho rối thêm không biết. Sao thú nhận được? Tại vì anh Cá Lóc với chị Hoa đang chữa hiếm muộn, chị muốn mang thai, sợ nói ra ảnh hưởng tâm lý của chị. Cũng vì điều này mẹ chị Hoa mới đồng ý. Tạm thời chưa cho chị Hoa biết, để sau này có kết quả khám bệnh của chị Hoa rồi mới tính tiếp. Tự nhiên lúc thì mong có cháu, lúc thì tự nhiên trên trời rơi xuống. Bây giờ em lo là đứa nhỏ sinh ra đời có được vui vẻ hạnh phúc như những đứa trẻ khác không? Yên tâm đi, ba anh nói cháu nào cũng là cháu hết. Ngoài giá thú hay trong giá thú gì, ba anh cũng nhận nuôi hết. Chuyện đó không quan trọng bằng cái chuyện sắp tới chị Hoa mà biết. Không biết sẽ như thế nào, anh có lóc anh sống sao. Hay... gia đình anh có lỗi với chị Hoa quá. Em thấy tội nghiệp chú Bảy quá. Tự nhiên bây giờ có cháu mà không có vui vẻ gì hết. Mà em nghĩ nha, mai mốt chú Bảy còn khổ dài dài. Tại em á, tại em nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy nè. Không phải, em không có lỗi gì đâu. Trước sau gì cái chuyện này cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà anh tiếc là chuyện này xảy ra sớm quá. Mà nè, anh á, mai mốt anh làm chuyện gì làm ơn báo trước cho em biết một tiếng. Đừng có làm cái chuyện mà đùng đùng như vậy rồi không ai đỡ kịp hết. Anh nha, mới mốt mà nhận ai làm vợ làm con nữa em xé xác ra. Anh biết rồi, lần sau anh mà có nhận ai làm vợ làm con anh sẽ báo em trước một tiếng. Nhận chừng 3-4 người là hết đời anh rồi còn đâu. Anh giỡn với em á hả? Giỡn mà, anh chỉ có một người vợ duy nhất thôi, người mà anh yêu thương nhất. Ai vậy? Ai biết. Ai? Giỡn mà, em chứ ai. Em mang tiếng là bồ nhí của giám đốc, mà tiền lấy được 3 cọc 3 đồng. Em có biết là anh đang rất cần tiền không? Giờ chuyện gì em cũng làm theo ý của anh hết rồi, anh muốn làm sao nữa? Đi thẳng đến nhà nó, coi như cảnh cáo nó, báo cho nó biết là em rất cần tiền. Nếu mà nó không chịu á thì cho mọi chuyện lộ luôn. Anh nghĩ sao vậy? Bây giờ ông già ông cấm đi mua đó luôn rồi. Bộ ông nói cái gì là em nghe cái đó hả? Em đừng có nói với anh là em yêu thằng Vũ rồi nha. Em nên yêu bản thân mình nhiều hơn, đặc biệt là yêu tiền. Nghe lời anh, cứ đi qua đó thường xuyên hơn. Qua đó thường xuyên cho chị Hoa bà biết hay chi? Biết thì biết chứ làm sao. Nếu mà có sợ á thì thằng Vũ nó sợ, chứ mắc mớ gì em sợ.
Nó mà sợ á thì nó lại ối tiền cho em. Thì để từ từ em tính coi làm sao. Có gì em báo anh. Chú bé ơi. Ơi. Cái lốc xỉnh quá trời à. Trời thiệt tình. Cái thằng đúng là hư thân mất nết mà. Rủ chè bê tha. Rồi vậy nè, giải quyết được cái gì không? Chú Bảy kêu mày kìa. Con đưa nó vô phòng cho nó ngủ đi. Rồi sáng mai nó tỉnh lại rồi có gì chú giải quyết với nó. Mập như heo à. Bực mình quá trời quá đất. Mệt quá mệt. Chú xin lỗi con nghe. Cái thằng đó nó làm phiền con quá. Có gì đâu chú Bảy. Xỉn quá trời có biết đường về đâu. Phải đưa về chứ không lẽ bỏ nó. Với lại á, mai tỉnh dậy chú Bảy la nó đi. Sai xỉn gì hoài, còn theo không có tốt. Cái thằng đó đó, chú biết tính của nó. Mỗi lần nó sai xỉn á, là nó vậy đó. Không còn biết trời trăng gì hết trơn hết trội á. Chú Bảy nó còn mới nhớ á. Hôm bữa nó ngồi đây tâm sự con á. Cái đêm đó, nó với cô Nhàn xảy ra chuyện á. Là nó cũng xỉn dư lắm. Mà nó nói nó không biết gì hết trơn á. Nó quăng xuống biển nó cũng không biết luôn á. Mà sao làm được chuyện đó có con ta? Ừ. Nếu mà không xảy ra cái chuyện đó thì cô Nhàn cũng hô lên làm cái gì. Dù sao nữa cổ là con gái cũng phải xấu hổ hơn thằng đàn ông chứ. Biết đâu có mục đích khác sao chú Bảy. Mục đích gì? Ai biết mục đích gì đâu. Trong phim con xem thường thường thấy mấy trường hợp đó là, một là thí dụ như là muốn chiếm đoạt chồng của người ta, hoặc là có người khác ăn ốc rồi bắt người kia đi đổ vỏ. Còn ba là tống tiền, tống bạc hay gì đó ai biết. Dạ con chào chú. Ủa, ai trong nhà con mới vừa ra vậy? Dạ, đó là anh trai của con. Anh trai? Dạ. Ủa sao mấy lần trước chú tới chú không có thấy? Với lại chú đâu nghe cá lóc nói là con có anh trai đâu. Dạ, tại vì anh có công việc của ảnh, con có công việc của con, nên hai anh em con ít gặp nhau lắm chú. Tụi con... Rõ ràng là người đàn ông đó chú thấy ăn mặc không lịch sự lắm. Nếu mà chú chắc á, chú thấy thì ngày mai con qua bển con nằm dùng cho. Nếu mà có người đàn ông á, xuất hiện ngay nhà của cô Nhàn á, con sẽ gọi điện báo chú biết liền. Thôi, con lo chuyện của con đi. Chuyện gia đình chú để chú lo cho. Tính của con bợp chợp, con đụng vô đó nhiều khi hư bột hư đường nữa. Thôi, con ở nhà lo buôn bán đi. Mấy bữa nay con toàn lo chuyện của gia đình chú không à. Rồi bỏ bê cái chuyện quán xá của con. Trời ơi, cái quán con ế gần chết. Con tính đóng cửa đây, buôn bán gì. Chú cho con đi thử đi. Con tập làm thám tử tư con làm sao. Biết đâu con đổi nghề, con thay đổi tương lai con làm sao. Thám tử tư luôn hả? Dạ. Thôi mày ơi, mày xàm quá. Không được đâu. Con Lan, tại sao lại mở cửa cho người mà tôi không muốn mời vào nhà vậy? Dạ, tại tôi năn nỉ cổ mở cửa cho tôi vô đó chị. Chị đừng có la cổ tội nghiệp. Chị cho tôi thưa chuyện với chị một chút nghe. Anh nói đi. Tôi có mang chút quà. Trước là gửi cho chị, sau là được thưa chuyện với chị. Mong chị giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho Vũ con tôi. Nhà tôi không rảnh tiếp những người đã tiếp tay cho con cái lừa lọc, phản bội vợ con. Mời ông về cho. Tôi biết cha con tôi làm chuyện có lỗi với con Hoa nhà chị. Nhưng mà chị cho tôi nói với chị chút xíu được không? Bây giờ cái quan trọng á là phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết đó chị. Ông muốn nói gì? Nói nhanh đi. Chuyện này thằng Vũ nhà tôi nó sai nhiều lắm. Nhưng mà tôi thấy hai đứa nó cũng còn thương nhau lắm. Thằng Vũ nó nói đây chỉ là sai lầm nhất thời. Nó tuyệt đối là không có một chút tình cảm gì với con Nhàn hết. Ý ông là thằng Vũ ra ngoài trăng qua sao cũng được,
miễn là không có tình cảm. Ông cũng có con gái mà ông nói gì được hả? Ý tôi không phải như vậy đâu chị. Tôi sẽ bắt thằng Vũ nó chịu tội với con Hoa nhà chị. Nhưng mà tính đi tính lại, sức khỏe con Hoa nó không có tốt. Nếu mọi chuyện dở lỡ ra, tôi nghĩ là con Hoa nó sẽ không chịu nổi cú sốc này, và một hai nó sẽ đòi ly hôn với thằng Vũ đó chị. Tôi chỉ mong chị cho thằng Vũ nó một cơ hội để nó chuộc lại lỗi lầm. Vậy con Nhàn tính sao? Tôi cũng đã nói chuyện với cô Nhàn rồi. Gia đình tôi sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa bé, và tuyệt đối thằng Vũ không được ly hôn với con Hoa để đến với con Nhàn. Ông nói chuyện giúp trẻ con quá. Cái chuyện đứa bé là chuyện riêng của gia đình ông, không có nghĩa là thằng Vũ không đến với con Nhàn là có quyền sống với con Hoa. Rồi mai mốt con Hoa nó về quê nó thăm ông, nó nhìn thấy đứa nhỏ, ông giải thích sao? Tính tới tính lui thì ông vẫn tính riêng cho thằng Vũ và gia đình ông thôi. Tôi biết là sẽ rất khó cho chị. Nhưng mà chị thấy đó, nghĩ đi nghĩ lại, con Hoa nó cũng muốn có con và cũng đang điều trị hiếm muộn. Nói ra lúc này không phải là cách tốt nhất cho con Hoa. Chứ vợ muốn sao? Dạ thôi thì cũng không làm cho chị phải khó xử. Chị muốn trừng phạt gia đình tôi sao? Gia đình tôi chấp nhận hết. Cuối cùng thì ông cũng nói được một câu cho con Hoa. Tôi không hứa là để yên chuyện này, nhưng mà để coi con Hoa nó điều trị hiếm muộn như thế nào đã. Nè à, chú Bảy. Sao con lại đến đây nữa? Dạ con tới đây gặp anh Vũ có chút chuyện. Trời ơi, chú đi dặn con rồi, có gì thì cứ gọi điện cho chú hoặc An cũng được mà. Dạ, tại chị Hoa cũng muốn gặp con. Thôi được rồi, có diện lát Hoa nó ra, chú sẽ nói là con bận công chuyện con về trước rồi nghe. Thôi, con về đi. Đi con. Dạ. Ủa Nhàn. Chị Hoa. Mới qua chơi hả em? Dạ. Em ghé chơi một chút, có phiền chị không? Trời ơi, có gì đâu mà phiền. Đứa bé trong bụng em sau này phải kêu chị bằng bác đó. Đúng không ba? Thôi vô nhà đi, chị nấu món gì đó tẩm bổ cho hai mẹ con. Dạ. Chị có kêu con Loan đi chợ mua đồ rồi, lát chị nấu cho em ăn. Dạ. Uống trà nha. Dạ. Anh Vũ. Anh. Có chuyện gì mà bữa nay em lại qua đây chơi nữa? À, chị Hoa có mấy bài thuốc dưỡng thai rất là tốt, nên là chị Hoa kêu em qua đây để chị Hoa nấu cho em ăn. Bữa nay em nấu nữa hả? Ừ, em có nhờ Loan đi chợ mua đồ rồi, chút nữa em sẽ nấu cho Nhàn ăn. Rồi sau này nếu em có thai, em cũng phải tự nấu bồi bổ cho em chứ. Cái gì chứ, chuyện đó dễ mà. Muốn bồi bổ thì thiếu gì món ăn bán sẵn. Đầu bếp chuyên nghiệp, họ nấu sẵn, ngon hơn mình nữa. Không mấy Nhàn về đi, rồi có gì anh đặt nhà hàng, nấu vài món tốt cho sức khỏe của mẹ và bé, rồi ship tới tận nhà cho em luôn. Anh này, anh là đàn ông mà, biết món nào bổ đâu mà đạt. Để mấy món đó ba nấu cho. Sau này mà con có thai á, chuyện ăn uống để ba lo cho. Con thấy không, ba đứa con của ba đứa nào cũng mạnh cùi cùi hết trơn á. Đó, ba lo không đó. Ba nói vậy con còn tin, chứ anh Vũ nói con không có tin được đâu. Anh biết cái gì đâu mà lo. Vậy chuyện con cái sau này con nhờ ba nha. Nhàn, em về đi. Anh, gì mà anh cứ đuổi Nhàn về hoài vậy? Sẵn ở đây Nhàn lên phòng chơi với em, rồi xem mấy đồ em bé ở trên mạng. Sắp tới còn phải mua nhiều đồ lắm.
À, Nhàn đang giữ một tập hồ sơ mà anh đang cần gấp, nên anh muốn Nhàn về lấy. Ủa vậy hả? Vậy thôi, Nhàn đi về lấy hồ sơ cho anh Vũ đi, rồi qua đây chơi sao ha. Dạ chị. Vậy thôi con lên phòng ha. Ừ, con lên ha. Dạ. Ủa, công việc em bàn giao hết rồi, làm gì còn tập hồ sơ nào? Chị em cứ về đi. Cà Lóc, con lên với vợ con đi, để đem ba tiếp chuyện với cô Nhàn. Em về đi. Sao những gì con nói với chú mà con không giữ lời vậy? Thì tại vì chị Hoa kêu con qua đây, chị tẩm bổ cho con, với lại mua đồ cho em bé. Mà điều này cũng tốt cho con của anh Vũ, với lại cháu nội của chú mà. Trời ơi, chuyện đó con tự lo được mà, đâu cần phải tới con Hoa. Chú cũng biết rồi đó, dạo gần đây con đâu có đi làm đâu, mà anh Vũ á, thì anh tránh né con, đâu có chịu gặp con đâu. Chuyện tiền bạc á, con đâu thể nào nhờ chú hay là An được. Ờ thôi được rồi. Nè, chú còn nhiêu đây nè, con cầm lấy đi, rồi mua sắm trang trải gì đó. Chú ơi, có bao nhiêu đây thì làm sao mà đủ được. Ừ thì con cứ cầm trước ít đó đi, rồi có gì chú tìm cách chú đưa thêm cho nghe. Thôi bây giờ con về đi. Đi. Đi con. Thôi được rồi, nhưng mà chú nhớ tranh thủ đưa tiền sớm sớm nha, chứ con của anh Vũ nó ăn nhiều lắm á chú. Ờ rồi thôi thôi được rồi, đi đi, đi về đi. Ba vậy có mệt không? Dạ mệt chị, chắc có lẽ là do có tuổi rồi. Tuổi tác gì, em còn đẹp muốn chết à. Ngồi đi em. Dạ cảm ơn chị. Dạ con chào cô. Chào con. Cô có mua quà cho con nè. Dạ con cảm ơn cô. Trời ơi em ơi, quà cáp làm gì, về thăm anh chị là được rồi. Bài đặt quà cáp kia mất công quá. Có nhiều đâu chị, chủ yếu là mấy đứa nhỏ vui là được rồi. Cảm ơn em nghe. Dạ có gì đâu. Nước chị, mẹ uống đi em. Dạ. Con mời mẹ, mời cô ăn trái cây. Con cứ ngồi chơi đi, mấy việc này để cho người giúp việc người ta lo. Dạ thôi, con còn dở tay vài việc ở trong bếp á. Trời ơi, em cũng biết rồi, chị rất là khó tính. Mấy cái chuyện này á, để cho người giúp việc làm, chị không có hài lòng. Vả lại, nó là dâu con trong gia đình này, cũng phải biết chuyện này chuyện nọ chứ, không lẽ để cho nó ở không. Chuyện này dễ lắm, đẻ một đứa con á là bận rộn cả ngày. Lúc đó chị với anh Bảo á cũng có cháu nội ẩm. Ờ mà hồi này cô thấy con ốm xanh xao á, con phải giữ gìn sức khỏe mới đậu thai được. Nhìn cái tướng nó là biết rồi, nó kén ăn ghê lắm. Chị nè thèm có cháu lắm rồi đó, mà thèm vậy thôi à, chờ miết à, không thấy có con đâu hết á. Cô nghe nói á, Long dạo này cũng bận nhiều công việc, đi công tác thường xuyên nên không có thời gian để chăm sóc cho con. Con cũng nên tự biết chăm sóc cho bản thân mình, nghe không? Dạ, con sẽ chăm sóc bản thân để mau có cháu, cho mọi người đỡ mong. Sao cứ để cho mọi người phiền vì con hoài vậy? Hễ mà nhắc nhở con á thì là con không đồng ý. Mà cái chuyện bổn phận làm vợ thì phải biết sinh con đẻ cái cho chồng, cho gia đình nhà này chứ. Dạ. Nhưng mà chị cũng đừng khó với dân quá. Không khéo lại tác dụng ngược. Dạ không, cái này là lỗi của con, chứ mẹ chồng của con chưa bao giờ gây áp lực gì cho con hết. Nãy chắc là mẹ con mong cháu quá cho nên mới nói như vậy thôi. Dạ cô với mẹ ngồi chơi nói chuyện, con xin phép xuống bếp ạ. Con giao chị ngoan thì ăn đi em. Tại sao em không lấy lý do là cần tiền đi khám thai? Với cái chuyện là bị thai hành, mình phải thăm khám thường xuyên chứ. Với lại em không nên cho ông già đó xen vô chuyện của mình, ông đâu có tiền bạc gì đâu. Tại vì lúc đó có chị Hoa ở đó, nếu em nói lỡ chuyện gì thì bà không cho mình một xu luôn đó. Em tính cách nào đi chứ, em qua tới tận nhà rồi,
mà đưa mình có 2 triệu à, rồi sao sống nổi? À, em có cách này. Cách gì? Bây giờ em sẽ ra tối hậu thư kêu anh Vũ bắt ảnh phải đưa cho mình 1 tỷ. Nếu như ảnh không đưa thì em sẽ nói hết chuyện này cho chị Hoa biết. Ừ, sao thông minh vậy ta? Tôi nghe hết rồi, đồ tán tận lương tâm. Hả? Mở cửa. Dạ. Chú Bảy, chú tới đây hồi nào vậy? Tôi tới vừa đủ nghe. Cô với lại cái thằng bạn trai của cô đó đang bàn mưu tính kế tống tiền cá lóc bạc tỷ đúng không? Chú Bảy ơi, con nói với chú rồi, đây là anh trai của con chứ không phải bạn trai của con. Anh trai hả? Anh em gì mà ôm nhau xài nẹo tình tứ vậy? Chú Bảy đừng hiểu lầm, cái ôm lúc nãy á là cái ôm anh em. Không lẽ anh em không được ôm nhau hả chú Bảy? Còn chuyện cái thai trong bụng cô, tôi nghi ngờ là không phải của thằng cá lóc, đúng không? Chú Bảy, nếu chú không tin, chú cứ đi hỏi anh Vũ thì sẽ biết là của ai thôi mà. Không cần phải hỏi ai hết, tôi sẽ nhờ bác sĩ can thiệp xét nghiệm ADN là biết kết quả thôi. Bây giờ cô còn ngoan cố nữa hả? Trước mắt tôi sẽ nhờ công an can thiệp xử cái vụ này, rồi cái chuyện cái thai á từ từ tính. Chú Bảy ơi, con năn nỉ chú Bảy, chú Bảy hãy nể tình, đứa con trong bụng con là con của anh Vũ, chú Bảy đừng có báo công an. Chẳng lẽ chú Bảy muốn con xin con xin cháu nội của chú Bảy ở trong tù hay sao hả chú Bảy? Gia đình con thật sự cần tiền nên con mới nghĩ ra cách hèn hạ như vậy. Chú Bảy, anh em tụi con thật lòng xin lỗi chú. Nhè, chuyện của mẹ bị bệnh á, để anh tự tìm cách cho. Chú Bảy, do mẹ tụi con bị bệnh nặng, túng quẫn quá, rồi hai anh em tụi con mới nghĩ cách làm liều tống tiền anh Vũ. Tôi không tin hai người đâu. Nếu như chú Bảy không tin, bây giờ chú Bảy muốn con làm gì, con sẽ làm theo ý chú Bảy. Ờ, nếu vậy đó hả, thì cô phải gặp mẹ con Hoa thú nhận hết tất cả cái chuyện mà cô giăng bẫy để tống tiền thằng Vũ. Dạ được, nếu như chuyện này tốt cho anh Vũ thì con sẽ làm.